Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 117 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc Khánh Duy. Vâng, chúng ta lại gặp lại nhau. Và trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share để ủng hộ cho Khánh Duy. Đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại là lúc bây giờ, bên trong Chuyển Luân Vương Thần Điện, hai người Diệp Húc đang định thu đi mảnh vỡ của món cấm bảo tổn hại. Mà họ nhìn thấy thì đột nhiên nghe được một giọng nói già nua. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy một lão già ma tộc đang chạy tới vị trí mảnh vỡ vạn bảo thánh tượng rơi xuống kia. Như vậy, lão già này cũng đang định thu đi mảnh vỡ của món cấm bảo tổn hại này. Vì lão già ma tộc này có ánh mắt bất thiện, ngập tràn sát khí, hắn lên tiếng. Hai vị, niệm tình các ngươi từng chỉ điểm cho ta con đường tắt tiến vào Chuyển Luân Vương Thần Điện này, lão phu xin khuyên các ngươi nên sớm rời khỏi nơi đây đi, tránh cho bị mất mạng ở đây. Lão già ma tộc này đúng là khi ở trên bờ biển máu, vị cường giả điều khiển bất diệt thuyền phóng lên cao, mở miệng nói lời cảm ơn với Diệp Húc. Người này điều khiển thuyền định vượt biển tiến vào Chuyển Luân Vương Thần Điện lại bị vây khốn ước chừng 3 năm. Nếu như không phải Diệp Húc đến nơi này to tiếng nói ra đường tắt tiến vào Chuyển Luân Vương Thần Điện, chỉ sợ lão ta hao hết thọ nguyên cũng chưa chắc có thể đi vào tòa thần điện này. Ông ta là một tên vương tộc họ Bà, ba đầu bốn tay, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, sâu không lường được. Hàng cổ ma vực, ngoài thập đại thần điện còn có rất nhiều thánh địa ma tộc khác nữa. Tuy không cao quý như thập đại thần điện, nhưng thực lực hùng mạnh đủ để sánh ngang với thánh địa trong thế giới vu hoang. Người này hẳn là cường giả một thánh địa nào đó trong hàng cổ ma vực, định xâm nhập vào biển oan hồn để tầm bảo. Ma La Dư ánh mắt chớp lên, cười khanh khách mà nói. Vị lão tiên sinh này, nếu chúng ta cố ý đi đến, có phải lão sẽ lập tức muốn xử lý hai người chúng ta hay không đây? Lão già kia làm ra vẻ, cười tủm tỉm nói. Hai vị dù sao, cũng là ân nhân của ta, chỉ bảo ta đừng tắt tiến vào Chuyển Luân Vương Thần Điện. Lão phu lại không tốt lễ oán trả ân đâu, không bằng như vậy đi. Các người bái ta làm cha, ta nhận các ngươi làm nghĩa tử, nghĩa nữ. Như vậy thì chúng ta sẽ là người một nhà, lão phu đương nhiên sẽ không xuống tay với các người. Nếu các người không đồng ý, vậy lão phu cũng không còn cách nào khác cả, đành phải tiễn hai vị ra đi thôi. Sao, bái ngươi làm cha ư? Ma La Dương ngẩn ra, cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng sao? Ngươi lớn dậy của cha ta còn ngại bẩn kia kìa. Lão già kia nổi giận, lạnh giọng mà nói. Ta không xứng sao? Lão phu hiện giờ đã tu luyện đến thiên tương kỳ, đỉnh phong rồi, nửa bước chân tiến vào tam bất diệt cảnh, sắp thành thân thể bất diệt, người dám nói ta không xứng sao? Diệp Húc khó khăn một tiếng, khẽ mỉm cười nói. Vì lão tiên sinh này, bảo vật trong Chuyển Luân Vương Thần Điện cũng không phải chỉ có cái đầu vạn bảo thánh tượng này. Vạn bảo thánh tượng vỡ nát ra còn có những mảnh vỡ cấm bảo khác nữa. Còn mong lão tiên sinh nhường một chút đi, đi tìm mảnh vỡ cấm bảo khác, tránh cho tổn thương đến hỏa khí. Lão già kia cười lạnh nói. Bảo ta nhường một lần ư, mơ mộng hão huyền. Tòa Chuyển Luân Vương Thần Điện này tràn đầy hơi thở vu hoàng, mảnh vỡ cấm bảo tuy rằng nhiều nhưng đi tới rất khó. Cái đầu vạn bảo thánh tượng này gần nhất, nhưng đi đến trước mặt nó cũng phải mất đến 2 tháng. Những mảnh vỡ khác xa hơn nhiều, thậm chí đi cả 1 năm cũng chưa chắc có thể đi đến nơi được. Tiểu tử, nếu hai người các ngươi hôm nay đồng ý bái ta làm cha, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không thì chết ngay lập tức bây giờ. Diệp Húc rùng mình trong lòng, đột nhiên nghĩ tới điều then chốt, thầm nhủ. Chỉ sợ đám người Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương, Bình Đẳng Vương Thái Tử cũng tính toán như vậy, thu những mảnh vỡ cấm bảo gần nhất tới trước cái đầu vạn bảo thánh tượng này. Đến lúc đó e là sẽ có một trận long tranh hổ đấu nữa đây. Hào khí trong lòng của hắn cao vạn trượng. Hiện giờ tu vi của hắn và Ma La Dư đều đã khôi phục. Ở Chuyển Luân Vương Thần Điện, loại địa phương này có hơi thở vu hoàng và cấm bảo chấn áp, những vu bảo khác đều không thể tới lên được.
cho dù đối mặt với tất cả cường giả vây công, hắn cũng không sợ chút nào. Chuyển luân tiểu thánh vương, ở nơi này sẽ là tử kỳ của các ngươi. Diệp Phúc khóe miệng lộ ra chút ý cười, có vẻ có chút tàn nhẫn, không hề thanh tú sáng sủa như trước. Điểm ấy ngay cả hắn cũng không chú ý tới. Ma La Dư lại nhìn thấy nụ cười đó trong mắt, trong lòng không khỏi cả kinh. Thập phương u minh của ta e rằng không chấn áp được tâm ma của hắn rồi. Lão giả ma tộc kia đang đằng sát khí, ánh mắt âm độc, ba khuôn mặt, sáu con mắt cùng mở ra, oai phong lẫm lẫm mà quát. Nói cho các người biết, lão phu chính là thái thượng trưởng lão Bà La Liệt của đại phạm ma luân thánh địa ở trong Long Độ Phạm Biến địa ngục. Vương tộc cọ bà, huyết thống cao quý. Các người bái ta làm nghĩa phụ cũng không làm nhục các người đâu. Diệp Phúc lắc đầu mỉm cười nói. Người nói cái gì vậy? Lão già Bà La Liệt kia không nghe rõ, nghi hoặc mà hỏi. Ta nói... Diệp Phúc tiến lên một bước, mặt mỉm cười, nói năng rõ ràng, chậm rãi lên tiếng. Người là ai? Loại nhân vật như chó mà cũng dám dõng dạc bảo chúng ta bái ngươi làm nghĩa phụ sao? Nếu không nhờ ta ở trên bờ biển máu báo cho ngươi biết đường tắt đi vào Chuẩn Lân Vương thần điện, ngươi đến nay vẫn còn giống như một con chó đào bới trong biển máu, cả đời cho đến chết già đi cũng đừng mơ tưởng tiến vào tòa thần điện này. Bà La Liệt giận tím mắt, tức giận đến tay chân run rẩy, phẫn nộ quát lên. Xem ra các ngươi một lòng là muốn chết mà. Diệp Húc làm ngơ, nhẹ nhàng đi đến phía trước, trông thật nhã nhặn, từ từ nói. Nếu ngươi đã không biết báo ân, ngược lại tại đây ngăn cản ân nhân, dù là một con chó, cho nó một khúc xương, nó cũng biết vẫy đuôi lấy lòng. Ngươi thì ngược lại, không ngờ dám uy hiếp ân nhân, thậm chí định tiêu diệt cả ân nhân. Đúng là cái thứ không bằng cả con chó. Ta bảo ngươi đi tìm bảo vật khác là không muốn giết ngươi, cho ngươi mặt mũi. Vương tộc họ Bà sao? Rất cao quý sao? Hai người chúng ta tùy tiện nhổ một cọng lông chân đều cao quý hơn huyết thống của ngươi ngàn vạn lần kìa. Ta giết các ngươi! Bà La Liệt bị lời của hắn mắng cho gần hộc máu, nổi giận gầm lên một tiếng, vồ tới Diệp Húc. Diệp Húc lui về phía sau hai bước, để Ma La Dư ở phía trước thản nhiên mà nói. Cô bé, giết lão, đừng trì hoãn chúng ta lên đường. Tiểu tử thối, gọi ta một tính tỉ, ngươi sẽ chết hay sao? Ma La Dư trợn mắt liếc Diệp Húc một cái, khiêng ma đao tiến tới, nàng cười nói. Ta đã sớm ngứa mắt lão ta rồi, thật muốn cắt lão ra. Bà La Liệt tức quá hóa cười, tóc trắng trên ba cái đầu bay múa, giống như ma thần đến trái đất vậy. Thân thể của lão khá là mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, không hổ là cường giả nửa bước vào thân thể bất diệt. Hôm nay, lão phu phải lột ra đôi cẩu nam nữ các ngươi, lấy ra các ngươi luyện thành phù bảo, treo trước cửa nhà cùng sư môn các ngươi, cho trưởng bối nhà các ngươi và sư tôn các ngươi biết, đây là do đắc tội với ta. Lão ta còn chưa nói xong, đã thấy Ma La Dư vọt tới trước người, vội vàng đem lời nói đến đầu lưỡi, nuốt trở về. Lão ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ma La Dư còn cao hơn cả lão một cái đầu, không khỏi khiếp sợ. Dáng người của lão cũng coi như khôi ngô cao lớn, tuy nhiên, ở nơi như Chuyển Luân Vương thần điện này, bất cứ kẻ nào cũng bị hơi thở của Chuyển Luân nữ thánh vương chấn áp, thân hình thu nhỏ lại. Mà tỷ lệ thu nhỏ còn dựa vào trình độ dũng mãnh của thân thể vô sĩ. Thân thể vô sĩ càng mạnh sẽ càng có thể chống cự lại hơi thở vô hoàng áp chế, sẽ không bị đè ép xuống quá nhỏ. Mà thân thể vô sĩ càng yếu thì hình thể lại càng nhỏ. Còn nhóc này còn cao hơn ta một cái đầu, chẳng lẽ nghĩa là thân thể của nó còn mạnh hơn cả ta sao? Bà La Liệt kinh hồn táng đảm. Ở nơi như Chuyển Luân Vương thần điện này, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của vô sĩ đều bị hơi thở vô hoàng chấn áp. Tu vi có thể sử dụng không nhiều lắm, uy lực vô bảo cũng như ngâm nước. Vũ khí mạnh nhất chính là thân thể mình. Ánh mắt của lão nhìn hướng Diệp Húc, lại phát hiện dáng người Diệp Húc còn cao lớn hơn cả Ma La Dư rất nhiều, đứng ở trước mặt mình gần như một người khổng lồ nhỏ. Còn mẹ nó, đã phải tảng đá cứng rồi. Hai tên tiểu bối này tu vi ta cũng đặt ở trong mắt, nhưng thân thể bọn nó lại mạnh hơn cả ta. Nếu ở bên ngoài ta cũng có thể thắng được chúng, nhưng ở cái nơi như Chuẩn Lân Vương thần điện này, chỉ e rằng ta không phải đối thủ của đôi cẩu nam nữ này. Lão giận dữ quát lên một tiếng, sáu cánh tay giang ra đều tự cầm một món tam tương chi bảo, trọng đao, đại kiếm, thiên luân, bình ngọc. Ba thứ này chính là bảo vật phòng ngự đón nhận ma đao chém tới của Ma La Dư. Thân thể của ngươi mạnh hơn lão phu thì sao chứ? Bà La Liệt ha ha cười to, lạnh lùng nói. Lão phu ba đầu sáu tay, trên nhìn trời, dưới nhìn đất, trước sau trái phải đều thu hết vào trong mắt cả. Nếu luận chém giết gần ngươi, lão phu một cái liệu có thể đánh bại ngươi? Xẹt 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 xẹt. Trọng đao đại kiếm, kim cương chùy của lão đều bị một đao của Ma La Dư chặt đứt, lập tức đại đỉnh vỡ ra, thiên luân chia làm hai nửa, bình ngọc vỡ nát. Bà La Liệt giật mình kinh hãi, sao món vũ bảo này của lão là những tam tương chi bảo cao cấp,
uy năng rất lớn. Cũng không ngờ lại bị thanh ma đao tầm thường kia chém qua như chém đồ ăn phá hủy vậy. Ma đao trong tay con nhóc kia chắc chắn là bất diệt chi bảo, nhưng ta cũng có bất diệt chi bảo, chứ chắc sẽ yếu hơn nó đâu. Bà La Liệt không kịp ngẫm nghĩ nữa, trước người đột nhiên xuất hiện một con bảo thuyền bất diệt, không nói hai lời, sáu cánh tay lập tức giơ bảo thuyền lên ném mạnh tới Ma La Dư. Bảo thuyền của lão chính là bất diệt chi bảo, cho dù bị hơi thở vô hoàng chấn áp nhưng vẫn dài một thước. Ở trong mắt Ma La Dư, cái bảo thuyền này vẫn vô cùng lớn, giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung. Bà La Liệt nâng con thuyền lớn như ngọn núi nhỏ này, đủ thấy thân thể của lão mạnh mẽ, tuy không thể tế nó lên nhưng lão lại có sáu cánh tay, sức mạnh hơn người khác gấp 3 lần. Thuyền lớn nện xuống, uy thế điên cuồng vô cùng. Đoang một tiếng, Ma La Dư chém xuống một đao, đao khí tung hoành bổ mạnh lên bảo thuyền bất diệt. Thật không ngờ cùng lão lấy cứng chọi cứng, mạnh mẽ vô cùng. Bà La Liệt chỉ cảm thấy một luồng lực lớn đè xuống, không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ma La Dư cất bước tiến lên, giơ tay chém xuống, ma đao như mưa rền gió dữ, không ngừng mà đánh xuống, ép cho vị cường giả ma tộc nửa bước bước tới thân thể bất diệt này không ngừng phải lùi ra sau. Sáu cánh tay của lão bị sức mạnh truyền đến từ ma đao chấn cho da rẻ vỡ ra, cơ bắp sai chỗ, xương cốt gần như bị chấn cho rạn nứt, không nhịn nổi liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Răng rắc một tiếng, chiếc bảo thuyền này dù là bất diệt chi bảo nhưng cũng không thể sánh với bất diệt chi bảo mà ma hoàng tự tay luyện chế, trong chốc lát liền bị Ma La Dư chặt đứt xương rồng của bong tàu. Bà La Liệt vốn còn cảm thấy có thể chống lại hai người Diệp Phúc và Ma La Dư, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn tuyệt niệm tưởng, chỉ muốn chạy trốn, kêu lên: "Tiểu tử, con nhỏ thối, niệm tình các ngươi ngày đêm khổ tu, tu vi đến không dễ. Hôm nay lão phu liền tha cho các ngươi một lần, cái đầu vạn bảo thánh tượng này liền để lại cho các ngươi." Ma La Dư liên tục vung đao, đao quang màu đen như thác nước chút xuống, tung bay trên dưới quanh cái thuyền lớn này, giống như một dòng nước màu đen đang vây chiếc thuyền bất diệt này lại, căn bản không cho lão ta bất cứ cơ hội nào để chạy trốn cả. Đột nhiên, đao quang màu đen đầy trời bỗng biến mất. Bà La Liệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại đúng lúc này, chiếc bảo thuyền bất diệt này đột nhiên vang lên một tiếng rầm, bỗng nhiên sụp đổ, các loại linh kiện vỡ nát rơi đầy đất. Vị cô nương này, có chuyện gì từ từ nói nào. Sắc mặt của bà La Liệt tái nhợt, khóe mắt giật liên tục, cuống quýt cười nói: "Cô nương, người dám gọi ta là cô nương sao?" Sắc mặt Ma La Dư âm trầm, vung ma đao đặt lên cổ của lão, ánh mắt bất thiện, cười lạnh mà nói: "Gọi ta là tí, không gọi tỷ tí liền giết ngươi." Bà La Liệt vô cùng ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười: "Thế gian sao lại có loại sở thích kỳ lạ như thế này chứ? Tùy gọi một tiếng tí thì cũng chẳng có gì nhiều, cùng lắm thì lão phu rời khỏi tòa thần điện này trước, ở bên ngoài chờ con nha đầu chết tiệt này cùng tên công tử bột kia, sau đó sẽ tra tấn chúng nó, khiến cho chúng nó muốn sống không được, muốn chết không xong." "Tí..." Bà La Liệt đầu tóc trắng xóa, sáu con mắt lại càng u ám lạnh lẽo, ba cái đầu cúi xuống che khuất ánh mắt, cười lệnh mà nói. Ma La Dư mặt mày hớn hở, cười khanh khách nói: "Nếu ngươi không gọi, ta còn có thể để lại cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi lại gọi thì đúng là không có cốt khí. Tỷ bình sinh ghét nhất cái loại không có cốt khí như ngươi." "Ngươi không giữ chữ tín." Bà La Liệt biến sắc, xoay người liền trốn. "Tỷ là con gái, thi thoảng không giữ chữ tín cũng là bình thường thôi." Ma La Dư chém xuống một đao, đem bà La Liệt một đao chém xong, quay đầu lại cực kỳ đắc ý, nhìn về phía Diệp Húc cười nói: "Tiểu tử thối, ngươi không chịu gọi ta là tỷ, có người lại chịu kìa." "Chịu gọi cô là tỷ, chỉ sợ sẽ bị cô đánh chết kìa." Diệp Húc không hề tức giận nói, lập tức giơ tay ra nắm lấy thân thể bà La Liệt. "Đừng lãng phí, dù sao cũng là cường giả thiên tương kỳ đỉnh phong, thiên tương và nguyên thần của lão đều vô cùng mạnh mẽ, có thể dùng để luyện chế vũ bảo." Diệp Phúc giơ tay ra mò, lại không tìm được bất cứ thứ gì từ trong thân thể bà La Liệt, liền hơi ngẩn ra. Ma La Dư cười nói: "Đừng phí sức nữa, ma đao của ta chính là do cha ta tự tay luyện chế, chỉ cần bị thanh đao này của ta chém lên thân thể sẽ bị cắn nuốt máu huyết khí lực toàn thân, ngay cả nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng bị ma đao cắn nuốt hết kìa. Ngoại trừ tu vi và thực lực cao hơn ta quá nhiều, nếu không bị ta chém một đao thì chỉ còn đường chết mà thôi. Mà ma đao của ta uy lực sẽ chỉ càng lúc càng mạnh. Chỉ có lão quái vật tam bất diệt cánh mới có thể chịu được một đao của ta mà không chết. Lúc trước Hạ Từng Đường và Bảo Nguyên Đại Thiền Sư bị ma đao của ta chém trúng cũng không chết, đó là do thực lực của bọn họ quá mạnh. Nhưng nếu ta có thể phát huy toàn bộ uy lực của thanh đao này, chém chết những kẻ có cấp bậc như bọn họ cũng không nói chơi đâu." Nàng ta cười hì hì nói: "Người không tin sao?
Nếu không tin thì để cho ta chém một đao, sau đó ngươi sẽ tin liền kìa. Diệp Húc dùng mình một cái, vội vàng cách xa ma đao trong tay của nàng một chút. Hắn từng 5 lần 7 lượt bị thanh ma đao này đặt lên đầu vai. Lúc ấy hắn từng nghĩ thực lực rất cao, có thể tránh thoát thanh ma đao này, mà dù không tránh được thì chịu một đao cũng sẽ không chết. Hiện giờ mới nghĩ có chút xíu thôi đã thấy sợ. Vu báo mà ma hoàng luyện chế tuy không có thanh thế lớn, nhưng quỷ dị lạnh lẽo làm cho người ta khó lòng phòng bị mà. Diệp Húc không khỏi tò mò về Ma La Thiên, rất muốn gặp qua phong thái vị ma hoàng này một lần. Nhưng hắn từng ở trong lăng mộ bàn hoàng mắng to ma hoàng, thậm chí kêu gào giết cả nhà ông ta. Tuy ma hoàng quy tội chuyện này lên đầu của Già La Minh Tôn, nhưng nếu đối diện với ma hoàng, hơn phân nửa là ông ta sẽ nhận ra Diệp Húc. Sau nửa tháng, Diệp Húc của Ma La Dư cuối cùng cũng cách mảnh tàn phiến cấm bảo kia càng ngày càng gần. Chỉ cần đi thêm nửa ngày nữa sẽ có thể đi đến trước cái đầu vạn bảo thánh tượng rất lớn này. Hơn nửa tháng này, Diệp Húc chỉ cảm thấy tu vi của mình lại tăng lên, gần như đạt tới cảnh giới tám mặt trời đều xuất hiện. Trước mắt bọn họ, đầu của vạn bảo thánh tượng lớn như núi, ngũ hành kim khí giống như khổng tức xòe đuôi, những dòng khí ngũ sắc từ trong núi từ từ dâng lên. Thân thể hai người Diệp Húc vẫn bị ép cho trở lớn bằng hạt đậu. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy những dòng khí đó dài đến mấy ngàn dặm. Có cái hiện ra hình bạch hổ vô cùng sắc bén, có hiện ra hình thanh long dương nanh múa vuốt, cũng có hình huyền vũ nặng nề như núi, còn có hình như chu tước bốc lên mãnh liệt như lửa, lại có khi là hình huyền xà phun châu tính chất như nước. Ngũ hành kim khí thật nồng đẫm, nhiều ngũ hành kim khí như vậy đủ để cho Di La Thiên Điện Tháp của ta tăng lên vài phẩm bậc, vượt qua Kiều Đỉnh và Ngọc Lâu. Diệp Húc ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi âu sầu. Cái đầu vạn bảo thánh tượng này to lớn như vậy, rốt cuộc là nên làm như thế nào mới có thể thu được nó đây? Tại nơi này, hơi thở chuyển luân nữ thánh vương đã bị hơi thở cấm bảo áp chế, thay vào đấy là cảm giác áp bách vô cùng trầm trọng của cấm bảo. Như vậy, đi đến trước cái đầu lớn như núi kia, loại cảm giác áp bách đó sẽ đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Bọn họ cuối cùng cũng nhìn đến chuyển luân tiểu thánh vương và ba tên cường giả khác nhảy vào thần điện tranh đấu. Về phần bình đẳng vương thái tử thì không ở chỗ này. Chắc hẳn tâm tư kẻ này không giống với bình thường, mọi người tìm đều là mảnh vỡ cấm bảo gần nhất, mà người này thì chọn những mảnh vỡ xa hơn một chút. Cứ như vậy, hắn ta sẽ không có ai cạnh tranh cùng. Theo Diệp Húc thấy, cách làm này có lợi mà cũng có hại. Mặt lợi chính là không phải tranh đoạt với kẻ khác, mà hại thì là mất quá nhiều thời gian, hơn nữa chưa chắc đã có thể lấy được mảnh vỡ cấm bảo. Ba người này đều là cường giả ma tộc, bao gồm ba đại vương tộc họ Bà, họ La, họ Bì, hẳn là không phải cao thủ cùng một thánh địa. Thực lực của ba người bọn họ mạnh hơn Bà La Liệt không biết bao nhiêu, nếu không Bà La Liệt sẽ không rơi phía sau những người này. Bá chủ thân thể bất diệt có chút khó giải quyết rồi, ba tên này hơn phân nửa là minh tôn của các thánh địa khác rồi. Ma La Dư lẩm bẩm nói. Những thánh địa ma tộc khác tuy không hưng thịnh bằng thập đại thần điện, nhưng thực lực cũng không phải là nhỏ. Trong đó những người tu luyện đến tam bất diệt cảnh thì có thể gọi là minh tôn. Mặc dù thực lực có chênh lệch với đại minh tôn vương của thập đại thần điện, nhưng đều là bá chủ tam bất diệt cảnh. Ba vị minh tôn này không thể hoành độ hư không như Ma La Thiên năm đấy, hẳn là vừa mới bước vào cảnh giới tam bất diệt cảnh không lâu. Ở trong chủ luân vương thần điện có hơi thở chấn áp, mặc dù là nhân vật cấp minh tôn cũng không thể dùng tu vi và vu bảo, chỉ có thể dựa vào thân thể mà đánh nhau. Nhưng mà minh tôn được xưng là thân thể bất diệt, dùng thân thể chém giết chính là điểm mạnh của bọn họ. Diệp thiếu báo, ngươi cũng đến đây rồi sao? Chuyển luân tiểu thánh vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc và Ma La Dư đứng chung một chỗ. Hơi ngẩn ra, lúc này Diệp Húc đã khôi phục thân người, tướng mạo thay đổi hẳn, nhưng hắn ta vẫn biết người này là Diệp Húc không thể nghi ngờ. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, rất chi là hăng hái. Diệp thiếu báo, tu vi của ngươi hẳn là đã khôi phục toàn bộ rồi phải không? Hôm nay bản vương liền ở trong này tiễn ngươi, ngươi còn có người nữa, tất cả cùng lên đường. Hắn vươn tay chỉ, liên tục điểm đến Diệp Húc và ba vị minh tôn kia, ngạo khí lăng nhân, tựa hồ không hề coi trọng bất cứ ai vậy. Ma La Dư, hôm nay ở nơi này, bản vương liền xử lý tên tiểu tình nhân của ngươi ngay trước mặt ngươi, sau đó thu ngươi, khiến ma hoàng cũng không thể không nhận con rể tân như ta đây. Ánh mắt hắn dừng ở trên người Ma La Dư, cười ha ha nói. Thật quá ngông cuồng. Một vị minh tôn nhàn nhạt nói. Thực lực, chuyển luân đại thánh vương, bản tôn đương nhiên khâm phục. Nhưng đáng tiếc là chân long sinh phải quyền tử. Chuyển luân đại thánh vương, vị cường giả như vậy, thật không ngờ lại có thể sinh ra một đứa cẩu nhi tử, thực lực không cao, chỉ biết sủa gâu gâu đòi cắn người. Người muốn chết sao? Chuyển luân tiểu thánh vương nổi giận, đột nhiên thét dài một tiếng.
Tiếng thét chưa hạ xuống, đã thấy thân hình của hắn dần dần bành trướng, hình thể càng lúc càng lớn, bước nhanh hướng vị minh tôn này một quyền đánh ra. Chỉ nghe một tiếng oành vang lên, vị minh tôn này không ngờ bị một quyền đánh bay, người ở giữa không trung hộc máu không ngừng. Chắc là các ngươi còn chưa biết, ta tiến vào chuyển luân vương thần điện này như tiến vào nhà của mình, tất cả nơi đây với các ngươi đều là trấn áp, mà ta lại là cực kỳ có lợi với ta. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha hả, bước nhanh đuổi theo vị minh tôn bị đánh bay kia, bàn chân dẫm lên, nhe răng cười gần nói: Nữ thánh vương và ta đều tu luyện lục đạo luân hồi bảo quyển, ở nơi này bản vương có thể mượn hơi thở nữ thánh vương khiến tu vi của ta tăng vọt lên kìa. Tu vi của hắn ta quả thật đang tăng lên vồn vụt, vốn chuyển luân tiểu thánh vương và ma la dư không sai biệt nhiều lắm, đều là cường giả pháp tương kỳ, mà vào lúc này chuyển luân tiểu thánh vương đã có thể sánh với cường giả thiên tương kỳ, vài cái chớp mắt liền tăng lên nhân vật cấp bá chủ thân thể bất diệt kỳ. Pháp lực của hắn điên cuồng tăng lên, thân thể cũng càng ngày càng mạnh, đây là hơi thở vô hoàng gia trì, khiến thực lực và tu vi hắn tăng vọt, không ngừng nâng cao, chà đạp nhân vật cấp minh tôn, nhưng như không có gì vậy. Đây là mượn tu vi, mượn tới thực lực, nếu như chuyển luân tiểu thánh vương rời khỏi nơi đây, hơi thở nữ thánh vương sẽ tách ra khỏi người hắn, đánh hắn về nguyên hình. Ta giết các ngươi như giết một con chó vậy. Chuyển luân tiểu thánh vương như điên cuồng, không ngừng đánh tới vị minh tôn kia, đánh cho hắn ta mình đầy thương tích. Hai vị minh tôn khác thấy thế, lướt nhau một cái, tâm ý tinh thông, liên thủ tấn công tới hắn. Chuyển luân tiểu thánh vương cười to, hiện ra chân thân bốn đầu tám tay, ứng chiến với hai người. Vị minh tôn bị hắn đánh cho trọng thương kia lập tức nhân cơ hội khôi phục thân thể, cùng với hai người kia liên thủ mà vây công hắn. Ba vị minh tôn bọn họ đến từ những vương tộc khác nhau, minh tôn họ Bà ba đầu sáu tay, minh tôn họ Bì chín đầu ngàn mắt, minh tôn họ La cự thủ che trời, một tay cầm lấy một vầng mặt trời chói chang, một tay cầm lấy một vầng trăng sáng. Ba người đều tự hiện ra chân thân của mình vây sát chuyển luân tiểu thánh vương. Chỉ thấy bốn người này như ma thần viễn cổ sống lại, chiến đấu đến long trời lở đất. Tuy rằng không thể sử dụng tu vi, vu pháp và vu bảo, nhưng loại cảnh tượng từng quyền đến thịt, ra sức cầu đả này càng làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào. Giàn ngoan mất linh. Chuyển luân tiểu thánh vương mắt nhìn sáu đường, giang tám cánh tay ra, lấy cứng trọi cứng với ba vị minh tôn này, dũng mãnh vô cùng. Hắn nhe răng cười gằn liên tục: Các người dám chống đối vua hoàng, chính là tự tìm đường chết mà. Hắn ta thét giả liên tục, tu vi không ngừng tăng lên. Không qua bao lâu liền tăng lên cảnh giới nguyên thần bất diệt, đánh tới cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt. Nếu hắn tăng lên tới thiên địa pháp tướng bất diệt, như vậy liền tương đương với trình độ của đại minh tôn vương như Giả La Minh Tôn, Tả Gia Minh Tôn, một kích xé trời vỡ đất, không thể địch nổi. Ma La Dư vung ma đao lên, nhảy vào chiến đoàn. Ma đao lăn qua đánh lại, đánh tới chuyển luân tiểu thánh vương, khẽ kêu: Thiếu bảo, không thể để hắn tiếp tục tăng lên, nếu không chúng ta chỉ còn đường chết thôi kìa. Ma đao của nàng cực kỳ sắc bén, lại có được thân thể mạnh mẽ như bá chủ thân thể bất diệt kỳ. Một đao vung xuống, lập tức bổ trúng thân thể chuyển luân tiểu thánh vương, gần như chặt đứt hắn ra. Vô dụng, ở nơi đây ta chính là thánh vương. Thân thể chuyển luân tiểu thánh vương khôi phục rất nhanh, vô cùng dũng mãnh, bàn tay chụp tới Ma La Dư, hắn cười lạnh nói: Ở trong này ta thậm chí có thể chống lại nhân hoàng, kẻ đứng đầu thánh địa tới đây cũng chẳng thể làm gì được ta đâu. Chờ đột phá đến thiên địa pháp tướng bất diệt, liền là tử kỳ của các ngươi, một đầu ngón tay thôi cũng có thể nghiền chết tất cả các ngươi được. Ma La Dư chuyển sống đao lại, đón đỡ bàn tay của chuyển luân tiểu thánh vương, lập tức bị chuyển luân tiểu thánh vương đánh bay. Thân thể của hắn có thể sánh ngang với lão quái vật thân thể bất diệt kỳ, nhưng lúc này chuyển luân tiểu thánh vương cắn nuốt hơi thở của nữ thánh vương, tu vi đã tăng lên đến cảnh giới nguyên thần bất diệt, bất kể là tu vi hay thân thể đều hơn xa nàng ta. Thậm chí cả ma đao do ma hoàng tự tay tạo ra chém vào người chuyển luân tiểu thánh vương cũng không thể mang đi máu huyết của hắn, càng đừng nhắc đến nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái phễu thật lớn, vô cùng vô tận, hơi thở của nữ thánh vương điên cuồng tuôn vào bên trong thân thể chuyển luân tiểu thánh vương. Hơi thở vô hoàng bên trong chuyển luân vương thần điện nhanh chóng yếu đi, bị hắn nuốt vào trong cơ thể như nuốt trôi cầu vồng vậy. Mà hơi thở của chuyển luân tiểu thánh vương lại nhanh chóng bành trướng, gần đến trình độ của đại minh tôn vương. Mọi người bị hơi thở vô hoàng và hơi thở mảnh vỡ cấm bảo, vạn bảo thánh tượng cùng áp chế. Lúc này hơi thở của nữ thánh vương bị chuyển luân tiểu thánh vương dắt vào trong cơ thể, hơi thở vô hoàng nhanh chóng yếu đi, khiến mọi người thoáng khôi phục vài phần tu vi. Bọn họ đều là hạng người có thân thể cực kỳ hùng mạnh, lập tức phát động tu vi, phá tan sự chấn áp của hơi thở cấm bảo, khôi phục hình thể ban đầu.
Ba vị minh tôn có vóc người khổng lồ, giống như những người khổng lồ nhỏ vậy, thoát khỏi sự áp chế của hơi thở vu hoàng và cấm bảo, khiến cho tu vi bọn họ không ngừng phục hồi. Liên thủ đánh tới chuẩn luân tiểu thánh vương, thế công càng thêm mãnh liệt, đủ để có thể tế vu bảo của mình lên. Oanh! Ba con thuyền bất diệt bay lên, chiến thuyền phá không mà đến, để tới chuẩn luân tiểu thánh vương. Khốn kiếp, tu vi của ngươi là mượn tới mà có, căn cơ không ổn. Cho dù có được tu vi của đại minh tôn vương, phát huy cũng chỉ là thủ đoạn công kích của pháp tương kỳ. Ta không tin ngươi lại mạnh hơn được cả ta. Ma La Dư giận dữ, phía sau hiện ra pháp tướng chân thân, ngàn tay ngàn mắt ngàn chân. Ngàn mắt mở ra, ma quang như võng cắt ngang tới chuẩn luân tiểu thánh vương. Không sai. Ánh mắt ba vị minh tôn kia sáng lên, thúc giục bảo thuyền bất diệt đè tới. Hắn cười lạnh, nếu ngươi thực sự có được tu vi nguyên thần bất diệt, một kích liền có thể giết chết tất cả chúng ta. Đáng tiếc ngươi chỉ có thể áp chế chúng ta, còn không làm gì được chúng ta đâu. Có thể thấy được, tuy ngươi mượn được tu vi, không có một thân pháp lực khủng mạnh, nhưng không hiểu được kỹ xảo vận dụng kìa. Minh tôn họ Bì lạnh lùng nói, chuyển luân tiểu thánh vương, pháp lực của ngươi vốn không thuộc về ngươi, vận chuyển chậm chạp, không thể sử dụng như tự mình tu luyện. Tranh hùng cùng với một vị cao thủ thì còn được, so với minh tôn chúng ta, ngươi chính là muốn chết mà. Minh tôn họ La thì cười lạnh nói, tu vi của chúng ta đều là từng bước tu luyện mà có, rèn luyện nguyên thần, mài giũa thân thể, ngưng luyện thiên địa pháp tướng, tu thành thân thể bất tử, căn cơ vô cùng củng cố. Chuyển luân tiểu thánh vương, ngươi chẳng qua chỉ là mượn tu vi, căn cơ giống như lục bình vậy, rõ ràng vốn không có căn cơ, ngươi cản rỡ cái rắm gì. Tất cả các ngươi phải chết. Chuyển luân thánh pháp, lục đạo thiên luân, vô pháp vô thiên. Chuyển luân tiểu thánh vương giận dữ, phía sau đột nhiên hiện ra pháp tướng của hoàng tộc Đế Thích. Chỉ thấy vì pháp tướng chân thân này giơ tám cánh tay ra, ôm lấy một cái chuyển luân thật lớn. Chuyển luân ong ong chuyển động, lập tức hư không bị bóp méo, hóa thành một cái lốc xoáy cực lớn. Ba con thuyền bất diệt bị cuốn vào trong lốc xoáy, bị quấy cho vỡ thành mảnh nhỏ. Thậm chí cả ma quang phát ra từ ngàn mắt của pháp tướng chân thân Ma La Dư cũng biến mất bên trong chuyển luân. Ba con thuyền bất diệt của ba vị minh tôn tuy đều là bất diệt chi bảo, nhưng đều do bản thân luyện ra, mà chuyển luân thần vương thần điện của chuyển luân tiểu thánh vương là bất diệt chi bảo do điện chủ chuyển luân vương thần điện, chuyển luân đại thánh vương luyện chế. Đều là bất diệt chi bảo, nhưng tính chất và uy lực lại khác biệt một trời một vực. Chuyển luân tiểu thánh vương cười to, tám bàn tay mở ra, đánh tới bốn người Ma La Dư. Hắn nhe răng cười gằn nói, hiện giờ ta có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của bất diệt chi bảo, đây là căn cơ bất ổn như là các ngươi nói sao? Ầm một tiếng, một quyền của hắn đánh cho vị minh tôn họ La kia vỡ nát. Vị minh tôn họ La kia đã tu thành cảnh giới thân thể bất diệt, lúc này máu thịt nhúc nhích định khôi phục lại thân thể. Chuyển luân tiểu thánh vương cười gằn một tiếng, há mồm hút một cái, chỉ thấy xương máu đầy trời bay hết vào trong miệng của hắn. Vị minh tôn họ La này ngay cả xương sống cũng bị hắn ta cắn nuốt. Tu vi của ta vốn là tam tương cảnh pháp tương kỳ, muốn giết minh tôn thân thể bất diệt thì muôn vàn khó khăn, nhưng hiện giờ ta lại dễ dàng ăn luôn các ngươi, dùng tu vi của nữ thánh vương thoải mái luyện hóa các ngươi, biến thành dinh dưỡng cho ta. Chuyển luân tiểu thánh vương giơ tay ra chộp tới hai vị minh tôn khác, cười lạnh nói, cắn nuốt thân thể của các ngươi, luyện hóa nguyên thần và thiên địa pháp tướng của các ngươi, dù ta có rời khỏi chuyển luân vương thần điện thì tu vi cũng đã tu luyện đến thân thể bất diệt, thậm chí là cảnh giới nguyên thần bất diệt, trở thành bá chủ trẻ tuổi nhất, mạnh mẽ nhất kìa. Không chỉ có thế, mỗi khi cắn nuốt một người, tu vi của ta sẽ tăng mạnh, khiến thực lực của ta có thể khống chế tốt pháp lực của nguyên thần bất diệt. Cắn nuốt hết tất cả các ngươi, ta khống chế thiên địa pháp tướng bất diệt cũng không nói chơi đâu. Lời này của hắn cũng không phải khoác lác, nếu hắn thật sự cắn nuốt luyện hóa ba vị minh tôn, quả thực có thể nhảy lên thành tuyệt đỉnh cường giả, thân thể bất diệt, thậm chí nguyên thần bất diệt. Kiều đỉnh chấn thần châu. Trên đỉnh đầu chuyển luân tiểu thánh vương đột nhiên hiện ra chín tôn đại đỉnh, cong cong va vào nhau, sắc nhập lại làm một, kiều đỉnh hợp làm một. Trong đỉnh, những ảo ảnh đại lục lơ lửng, hàng ngàn hàng vạn dị thú sinh tồn trong đấy ầm ầm đè xuống dưới. Diệp thiếu bảo, người cuối cùng cũng ra tay sao? Hơn nữa lại là đánh lén sao? Chuyển luân tiểu thánh vương cười to, hai tay giơ lên trời, chuẩn bị đối chọi với kiều đỉnh chấn thần châu của Diệp Húc. Sáu cánh tay kia thì lại công tới những người khác. Lúc trước ở trên hoàng tuyển lộ ta không có giết ngươi, hiện giờ tu vi của ngươi đã hoàn toàn khôi phục phải không? Ngươi khôi phục tu vi rồi lại càng không phải là đối thủ của ta, ta giết ngươi so với giết gà còn dễ hơn nhiều kìa. Ồ thật không? Diệp Húc thả người nhảy lên,
đứng ở phía trên đại đỉnh, ánh mắt lạnh lạnh, bàn vương khai thiên kinh vận chuyển, hiện ra thân thể hoàng tộc đế thích. Tám cánh tay đồng thời hạ xuống, đánh vào bên trong kiều đỉnh, thúc giục uy năng của kiều đỉnh chấn thần châu. Lập tức những làn hơi thở cấm bảo phát ra, ép cho hư không ngưng kết, thậm chí cả chuyển luân vương thần điện của chuyển luân tiểu thánh vương cũng không thể nào vận chuyển được. Chín khẩu đại đỉnh này của Diệp Húc đã cắn nuốt bất diệt chi bảo của Hạ Trung Đường, uy năng hùng mạnh, tuy vẫn chỉ là tam tương chi bảo, không tăng lên làm bất diệt chi bảo, nhưng uy lực so với bất diệt chi bảo bình thường phải cao hơn không biết bao nhiêu. Chín khẩu đại đỉnh này là do Diệp Húc tự tay luyện chế, là phôi của cấm bảo, cắn nuốt không biết bao nhiêu nguyên thần, pháp tướng. Tuy Diệp Húc do tu vi hạn chế, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của kiều đỉnh, nhưng dù sao cũng là hắn tự tay luyện chế, càng dễ dàng phát huy uy lực ra. Uy lực của kiều đỉnh chấn thần châu đã có một phần hơi thở của cấm bảo. Sắc mặt chuyển luân tiểu thánh vương kịch biến, không kịp tiêu diệt hai người kia, tám cánh tay cùng giơ lên trời nâng tới kiều đỉnh đang đè đến. Oanh một tiếng, tám bàn tay của hắn nâng cái cự đỉnh này bị ép cho khuỷu tay khuỵu xuống, không thể không dùng lưng khiêng cái đại cự đỉnh này. Dương Thiên Thần Giới, U Thiên Thần Giới, nhập chủ cửu đại thần châu. Diệp Húc đứng ở trên đại đỉnh, trong tám bàn tay đồng thời hiện ra một mặt trời ầm ầm đánh nhốt vào trong đỉnh. Lập tức trong lòng bàn tay lại xuất hiện những vầng trăng sáng đánh vào trong đỉnh, sau đó thêm vào chín mặt trời, chín mặt trăng. Chỉ thấy bên trong khoảng không chín mảng đại lục trôi nổi trong đại đỉnh, những mặt trời mặt trăng lần lượt xuất hiện quay quanh đại lục. Uy lực của kiều đỉnh chấn thần châu lập tức tăng vọt, ép cho thân mình chuyển luân tiểu thánh vương liền khom lại. Chuyển luân tiểu thánh vương, ngươi hiện giờ sẽ biết thực lực chân chính của ta hùng mạnh bao nhiêu. Vạn pháp yêu quốc. Thân hình của Diệp Húc rung lên, vô số con dị thú thượng cổ chen nhau ào ào bay ra từ cơ thể của hắn, bay múa đầy trời. Sau đấy lại chen nhau chui vào bên trong đại đỉnh, dung nhập vào vách đỉnh, khiến uy lực của kiều đỉnh chấn thần châu lại được nâng lên. Ta cho ngươi ăn vào thế nào thì nhổ ra thế đó. Chấn. Diệp Húc liên tục phun ra 9 chữ chấn, mỗi một chữ chấn phun ra, chuyển luân tiểu thánh vương liền bị ép cho ho khan một tiếng, trong miệng liền phun ra một cục máu thật lớn. Diệp Húc liên tục chấn 9 lần, chuyển luân tiểu thánh vương ho khan 9 lần, phun ra 9 cục máu. Những cục máu đó nhúc nhích hợp lại, nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành vị minh tôn họ La bị chuyển luân tiểu thánh vương nuốt kia. Vị minh tôn họ La kia sắc mặt tái nhợt, đứng nguyên tại chỗ, không rõ là làm sao. Diệp Húc toàn lực thi triển, lấy kiều đỉnh chấn thần châu chấn áp chuyển luân tiểu thánh vương, không ngờ đem chấn hắn không thể không phun ra vị minh tôn họ La chưa bị luyện hóa này ra ngoài. Thực lực của Diệp Húc cũng không có hùng mạnh như hắn bày ra, thực lực thật sự của hắn ngang với Ma La Dư, không hơn nàng ta là mấy, nhưng uy lực khi kiều đỉnh hợp nhất quá mạnh mẽ, bù lại tu vi hắn không đủ. Đồng thời cũng là vì tu vi chuyển luân tiểu thánh vương chỉ là mượn tới, thành như lời ba vị minh tôn và Ma La Dư đã nói, căn cơ hắn bất ổn, không có được pháp lực của tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt, lại không cách nào phát huy ra thực lực của nguyên thần bất diệt. Hạ Trung Đường cũng là lão quái vật nguyên thần bất diệt, tu vi của hắn ta chính là khổ tu mà có. Lúc trước ở Phù Đồ Thánh Thành, lão ta chỉ dựa vào khí thế liền chấn áp Diệp Húc, câu ra đủ loại vu bảo trong cơ thể hắn, khiến cho Diệp Húc không có thực lực để mà phản kháng. Nhưng cùng tu vi như vậy, chuyển luân tiểu thánh vương lại không thể phát huy ra được thực lực hùng mạnh bá đạo kia, bởi vậy lại cho Diệp Húc cơ hội. Đây cũng là do tu vi và thực lực của Diệp Húc so với lúc khi ở Phù Đồ Thánh Thành hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Lấy thực lực hiện giờ của Diệp Húc, nếu như Hạ Trung Đường sống lại, nếu chỉ dựa vào khí thế thì còn lâu mới có thể chấn áp hắn được, chỉ có dùng tu vi bản thân mới có thể chấn áp hắn. Chuyển luân tiểu thánh vương, ở trên Hoàng Tuyển Lộ ta có thể ép ngươi quỳ gối trên Trảm Tiên Đài, hiện giờ tu vi ta khôi phục lại càng hơn một bậc, càng có thể ép ngươi không thể không quỳ gối dưới chân ta. Trong thế giới phía sau đầu của hắn, do khí thế của Diệp Húc mở ra, một gốc ngọc thụ đột nhiên bay ra, cao tới mấy vạn trượng. Phía trên ngọc thụ, 7 con tam túc kim ô to lớn ngàn trượng, kéo những vòng mặt trời đậu trên chạc cây. Ngọc thụ tính cả kim ô, mặt trời đều gào thét rơi vào trong đỉnh, thúc giục uy năng của kiều đỉnh, khiến cho uy lực của kiều đỉnh chấn thần châu lại tăng lên. Ta chẳng những bắt ngươi phải nôn ra những gì ngươi ăn, thậm chí cả hơi thở nữ thánh vương mà ngươi cắn nút kia cũng phải chấn áp ra hết. Đại đỉnh càng thêm nặng, ép cho chuyển luân tiểu thánh vương bù một tiếng quỳ gối xuống đất. Thậm chí hơi thở nữ thánh vương trong cơ thể hắn cũng bị Diệp Húc chấn áp cho tràn ra khỏi cơ thể. Vì rèn ra kiều đỉnh, Diệp Húc tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Kiều đỉnh này chẳng những chất chứa gần như tất cả những gì hắn đã tích góp, thậm chí còn có pháp tướng chân thân của một vài vị cự đầu pháp tương kỳ cùng nguyên thần cao thủ tam thần cảnh cũng bị luyện vào trong đỉnh,
còn có 9 cái đại đỉnh cấp bậc bất diệt chi bảo của Hạ Trùng Dương cũng bị kiều đỉnh của Diệp Húc cắn nuốt. Huống chi ở bên trong biển oan hồn, Diệp Húc dựa vào 9 cái đại đỉnh này giết chết không biết bao nhiêu âm hồn, đem những tinh khí của âm hồn luyện hóa sạch, khiến uy năng của kiều đỉnh lại tăng lên dữ dội. Cho dù không cần hắn tế lên, chỉ cần một cái đại đỉnh nhẹ nhàng đè một cái thôi cũng đủ để đè chết một tên trùm pháp tướng kỳ. Diệp thiếu báo, ngươi dám khiến ta quỳ xuống lần thứ hai, ta muốn biến ngươi thành súc sinh, biến thành heo chó kìa. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương vừa thẹn vừa giận, hắn tiến vào Chuyển Luân Vương Thần Điện, ý chí hưng phấn, liên tục chà đạp ba vị minh tôn, làm cho bọn họ gần như không có cơ hội phản kháng. Không ngờ Diệp Húc lại ngay sau đấy, chẳng những đánh cho hắn phải nhổ hết ra những gì ăn vào bụng, thậm chí chấn áp cho hắn không thể không quỳ một gối xuống đất, trong lòng không khỏi nhục nhã vạn phần. Ong một tiếng, vì sao hắn tôn thiên địa pháp tướng cực lớn kia quay chuyển luân, lục đạo luân chuyển, từng cây nại hà kiều từ trong chuyển luân bắn ra hạ xuống hướng Diệp Húc. Diệp Húc dùng mình, phía sau hiện ra một cây cột buồm màu trắng, mặt buồm như cờ bọc lấy hắn bay ra, né tránh công kích của Chuyển Luân Vương Thần Điện. Uy năng của tòa Chuyển Luân Vương Thần Điện này quỷ thần khó lường, có thể nhốt người vào trong lục đạo luân hồi, thậm chí cả Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đều ăn mệt mỏi một hồi, bị biến thành một con lợn rừng đen xì. Mà Diệp Húc khi ở trên Hoàng Tuyển Lộ cũng suýt nữa rơi vào luân hồi, ở trên Nại Hà Kiều thiếu chút nữa thì bị biến thành heo chó, bị biến thành súc sinh. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương bước lui Diệp Húc, rốt cuộc thoát khỏi sự chấn áp của kiều đỉnh, chậm rãi đứng lên, bốn gương mặt vô cùng dữ tợn, giọng nói ầm vang truyền đến. Diệp thiếu báo, ngươi chẳng qua dựa vào đánh lén mới có thể chấn áp được ta một lần, nhưng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ một cơ hội nào nữa đâu, ngươi chỉ có chết thôi, hiểu chưa, ngươi chỉ có chết thôi. Hắn ta đã đặc biệt nổi giận, bốn cái miệng rộng dùng sức hút, chỉ thấy hơi thở nữ thánh vương như gió cuốn mây trôi tuôn vào trong miệng của hắn, chẳng những lấy lại tu vi bị Diệp Húc bức ra khỏi cơ thể hắn, thậm chí tu vi hắn đang không ngừng tăng lên. Tu vi của hắn rốt cuộc đạt tới gần cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt, sắp trở thành nhân vật mạnh như đại minh tôn vương. Thân thể và tu vi của hắn dường như đang mơ hồ ép hư không biến hình vặn vẹo. Dưới tình huống như vậy, thân thể của hắn mạnh tuy không bằng liệt hỏa minh tôn, cũng không bằng già la minh tôn, nhưng đủ để có thể sánh ngang với bất diệt chi bảo, rất khó bị phá hủy. Diệp Húc thở dài, Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương dũng mãnh đến tình trạng này đã không còn cách nào có thể tiếp tục chiến đấu với hắn ta, trừ phi sử dụng thân thể của liệt hỏa minh tôn. Nhưng nếu tu vi Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương tiếp tục tăng cao, chỉ sợ rất nhanh sẽ vọt tới thiên địa pháp tướng bất diệt, tam bất diệt cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt tới nhân hoàng. Nếu hắn trở thành bá chủ nhân hoàng kỳ, e rằng dù là nhân vật mạnh mẽ như liệt hỏa minh tôn cũng không thể làm gì được hắn. Răng rắc một tiếng, thân thể Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, tay chân kín đầy những vết dạn rậm rạp, lập tức thiên địa pháp tướng cũng xuất hiện những vết rạn nứt nhìn mà ghê người, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vỡ tan ra. Hắn không khỏi cả kinh, vội vàng dừng hấp thu hơi thở tràn ngập trong Chuyển Luân Vương Thần Điện. Hắn hấp thu hơi thở của nữ thánh vương đã vượt qua được giới hạn chịu đựng của thân thể, nếu như tiếp tục hấp thu tất sẽ bị hơi thở của vu hoàng này làm cho nổ tung thì cốt không còn. Diệp Húc cũng chú ý tới dị trạng xuất hiện trên thân thể của hắn, ánh mắt không khỏi sáng ngời, thầm nghĩ: hắn ta không có cách nào có thể tiếp tục tăng lên vô hạn được, nguyên thần bất diệt đã là cực hạn của hắn ta rồi. Dù sao tu vi đó cũng không phải là do hắn tự mình tu luyện mà có, mà là mượn tới. Cường độ thân thể, cường độ nguyên thần, cường độ thiên địa pháp tướng đều không đuổi kịp tu vi tiến cảnh, khiến cho không thể chịu nổi hơi thở khủng bố khổng lồ kia của nữ thánh vương. Nếu hắn tiếp tục tăng lên, không cần ta ra tay, hắn sẽ bị nổ tan xác và chết đi. Nhưng Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương đã sớm nhận ra thân thể đã ngừng nứt vỡ. Diệp Húc không nhịn được thầm than một tiếng, hắn cười nói: Tiểu Thánh Vương, để ta tới giúp ngươi một tay, đánh cho ngươi vỡ tan mới thôi. Hắn khẽ động tâm niệm, ngọc lâu bay ra. Diệp Húc thét dài một tiếng, nguyên thần bay lên, dung nhập vào bên trong ngọc lâu. Ngọc lâu treo trên cao, buông xuống những dòng khí thanh trọc, thanh khí đen tuyền, trọc khí vàng óng ánh, cộng lại tên là huyền hoàng khí bao phủ quanh thân hắn. Lập tức Di La Thiên Địa Tháp, kiều đỉnh, thập nhị đồng nhân, Trảm Thiên Đài, Nam Thiên Môn, đủ loại vũ bảo lao ra khỏi ngọc lâu, đều ào ào chui vào trong cơ thể của hắn, chấn áp thân thể. Diệp Húc bốn đầu tám tay, đôi cánh thịt phía sau vung lên, gào thét hướng về phía trước. Tám cánh tay hơi hơi lắc, đều tự xuất hiện một chiếc khai thiên cự phủ, nhẹ nhàng vung lên, thậm chí cả hư không được hơi thở của vu hoàng gia cố đều không chịu nổi. Diệp thiếu báo, nếu ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi quy thiên. Lấy thực lực nguyên thần bất diệt đỉnh phong của ta, giết ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương giận dữ, bốn cái đầu cùng hô to lên, tâm niệm khẽ động,
tám bàn tay đồng thời ôm lấy một cái chuyển luân, gào thét xoay tròn, cắn nát, cắn nút hư không. Chuyển luân thánh pháp, chư thiên vô đạo. Hiện giờ tu vi của hắn xưa đâu bằng nay, chính là tu vi thiên địa pháp tướng bất diệt. Tuy không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng uy thế mạnh hơn xa lúc phát huy trên Hoàng Tuyển Lộ, vượt qua khi đó cả trăm ngàn lần. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc ào ào tan vỡ, lập tức từng mặt trời dâng lên, lấy cứng chọi cứng với chuyển luân tiểu thánh vương. Oanh một tiếng, tám mặt trời bị chuyển luân tiểu thánh vương đánh nát, chư thiên vô đạo đánh tới Diệp Húc, lập tức bị huyền hoàng khí cản lại. Huyền hoàng khí do Ngọc Lâu bung xuống bị hắn ta đánh cho chớp lên không ngừng, gần như là vỡ vụn, nhưng vẫn ngăn cản được công kích của hắn lại. Chuyển luân tiểu thánh vương từng bước một bước đến, uy thế vô thao. Hắn nhe răng cười gằn: Diệp thiếu bảo, ngươi dùng sai cách rồi. Thân thể của ta tuy không thể dung nạp thêm nhiều hơi thở vô hoàng, nhưng để giết ngươi thì như vậy là đã quá đủ rồi. Diệp Húc làm ngơ, đôi cánh thịt vung lên, vỗ cánh như quạt, hai người đều là bốn đầu tám tay, đúng là thân thể chuyên môn sinh ra để ẩu đả cận thân, có thể nói là thân thể cận chiến hoàn mỹ nhất. Vu pháp mà bọn họ dùng cũng là vu pháp cận chiến, lực công kích mạnh mẽ, cự ly công kích cũng không xa, chuyên môn vì chấm dứt cận thân mà tồn tại. Oanh! Chuyển luân tiểu thánh vương cuối cùng đã đánh tan phòng ngự của Ngọc Lâu, đánh vỡ hoàng huyền khí, một quyền đánh lên người của Diệp Húc. Chuyển luân gào thét chuyển động, một lực to lớn đánh bay Diệp Húc đi. Loại lực lượng này mạnh, vặn vẹo khắp nơi, gần như xoay vỡ tất cả xương cốt toàn thân của Diệp Húc, máu thịt bay tứ tung. Nếu không phải có đám vu bảo như Di Lai Thiên Địa Tháp, Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân và Trảm Thiên Đài chấn áp thân thể Diệp Húc, đem mưu lực một quyền này của chuyển luân tiểu thánh vương chuyển lên những vu bảo đấy, chỉ sợ Diệp Húc sẽ bị hắn đánh vỡ ngay tại chỗ. Hiện giờ cường độ thân thể của hắn đã tương đương với thân thể bất diệt của lão quái vật, còn không thể chịu được công kích của cường giả tam bất diệt cảnh, nguyên thần bất diệt. Nhưng có nhiều vu bảo chấn áp như vậy, chuyển luân tiểu thánh vương muốn một quyền đánh vỡ nát hắn là hoàn toàn không có khả năng. Vù! Diệp Húc vung cánh lên, nhanh chóng bay lại, nhanh như tia chớp, làm cho người ta không kịp trốn tránh. Hắn giơ một bàn tay ra, nâng cằm chuyển luân tiểu thánh vương ấn thật mạnh ra sau. Chuyển luân tiểu thánh vương không đứng vững được, bị một tay của hắn ấn ngã xuống đất. Tám cánh tay của Diệp Húc đồng thời xuất hiện, đều tự nắm lấy một chiếc khai thiên cự phủ, điên cuồng mà bổ xuống. Trong chớp mắt đã bổ được mấy vạn cái, máu thịt vẩy ra, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Ma La Dư đang định tiến lên trợ giúp, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng lên dừng lại. Chuyển luân tiểu thánh vương rít gào không ngừng, cũng vươn tám cánh tay ra điên cuồng ngăn cản. Đột nhiên phá vỡ vô số đạo phủ quang, vô số nắm đấm đánh lên ngực của Diệp Húc, đánh cho xương cốt toàn thân của hắn gãy hết, đánh bay hắn đi. Giờ khắc này thân thể hai người đều bị đối phương đánh cho nát vụn. Diệp Húc chém chuyển luân tiểu thánh vương không biết bao nhiêu búa, gần như băm hắn ra, mà chuyển luân tiểu thánh vương cũng đánh Diệp Húc không biết bao nhiêu nắm đấm, đánh cho xương cốt của hắn vỡ hết, giống như một bãi bùn lầy. Diệp thiếu báo, không thể nói thực lực của tên con lai nhà ngươi quả thực vô cùng hùng mạnh, nhưng ngươi đừng có quên, ta là cường giả nguyên thần bất diệt, lấy năng lực của ngươi không giết được ta. Đừng quên, ta đã tu thành cảnh giới thân thể bất tử. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha ha, máu thịt lúc nhúc không ngừng. Trong chốc lát, thân thể tổn thương đã phục hồi như cũ, bước nhanh đến chỗ Diệp Húc, lạnh lùng mà nói: Cho nên kết cục khi ngươi dám đối chọi với ta chỉ có thể là một bãi thịt nát, chờ ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Tiểu thánh vương, ngươi quả là rất mạnh, nhưng đáng tiếc ngươi lại xem nhẹ sự hùng mạnh của ta. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, nguyên thần và Ngọc Lâu đều chuyển đến luồng sinh khí vô tận vô biên, nhanh chóng chữa trị tổn thương trên thân thể. Theo tu vi của hắn càng cao, sức sống của nguyên thần và Ngọc Lâu hắn lại càng vô biên, khiến cho hắn không hề kém thân thể bất diệt của những lão quái vật. Hắn tự đứng lên, trong cơ thể đột nhiên chuyển đến tiếng răng rắc vang lên, tiếp theo là tiếng thứ gì đó rơi vỡ chuyển đến. Diệp Húc cả kinh trong lòng, đây là Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân của hắn đã không chịu nổi cự lực to lớn của chuyển luân tiểu thánh vương, bị sức mạnh của chuyển luân tiểu thánh vương hoàn toàn nghiền nát, phát ra tiếng vang. Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân chính là bảo vật mà Diệp Húc đoạt được từ tay Thái Tử Sơ, tuy chỉ là tam tương chi bảo nhưng nguy lực rất mạnh, so sánh với bậc cường giả như chuyển luân tiểu thánh vương thì còn sao mới đủ. Sức mạnh của chuyển luân tiểu thánh vương thật sự là quá mạnh, sức mạnh đó chuyển lên trên Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân lập tức chấn vỡ 12 cái đồng nhân này. Đồng nhân vỡ nát nghĩa là phòng ngự thân thể hắn hạ xuống không ít. Nếu những vô bảo khác cũng bị chuyển luân tiểu thánh vương đánh nát, chỉ e rằng Diệp Húc khó có thể chống lại chuyển luân tiểu thánh vương được. Diệp thiếu báo, người cũng là cao thủ thân thể bất diệt sao?
Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương nhìn thấy tốc độ hồi phục thân thể của Diệp Húc không hề chậm hơn hắn chút nào, trong lòng cả kinh, dừng chân lại, lập tức cười lạnh, tiếp tục bước nhanh đến phía Diệp Húc. Ngươi ẩn giấu thật sâu, đáng tiếc chính là hôm nay ta sẽ lần lượt đánh nát thân thể của ngươi, đánh cho thân thể của ngươi không thể phục hồi được như cũ nữa kìa. Hai người lại cùng xông tới, giống như hai con cự thú đi đến từ thời viễn cổ, từng quyền đến thịt, thảm thiết vô cùng. Hai cái tên biến thái này chẳng lẽ thật là người trẻ tuổi mà không phải hai lão quái vật đã vùi đầu khổ tu nhiều năm trời hay sao? Ba vị minh tôn kia sắc mặt như đất, trong lòng đều có suy nghĩ như vậy. Trận chiến giữa Diệp Húc và Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương thật khiến cho lòng người ta run sợ. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương không thể phát huy ra thực lực nguyên thần bất diệt kỳ, nhưng pháp lực hùng mạnh tột cùng, một quyền đánh chết bọn họ cũng là không nói chơi. Diệp Húc tu vi không cao nhưng thân thể lại mạnh thái quá, hơn nữa có đủ loại phù bảo chấn áp thân thể, không ngờ lại có thể đối chọi với Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Ba vị minh tôn liếc nhau, cũng không có gia nhập hàng ngũ công kích Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương, mà đồng loạt xoay người đi đến chỗ đầu Vạn Bảo Thánh Tượng. Bà tìm các ngươi chẳng lẽ không định hỗ trợ hay sao? Ba La Dư giận dữ lớn tiếng quát hỏi. Công chúa thứ lỗi, loại trình độ giao thủ này bọn ta không thể tham dự được. Vị minh tôn họ La kia lắc đầu nói. Ma La Dư thân là con gái của Ma Hoàng, thân phận Ma Hoàng vô cùng tôn quý. Tuy rằng đến nay vẫn chưa thống nhất thập đại ma vực, nhưng ma tộc lấy cường giả vi tôn, bọn họ đương nhiên gọi Ma La Dư là công chúa. Một vị minh tôn họ Bà khác tiếp lời. Hơn nữa, bọn ta đến chỗ này là vì lấy bảo vật, chứ không phải bỏ mạng. Thừa dịp hai người bọn họ tranh phong, đúng là thời cơ tốt cho chúng ta thu vu báo. Trai cỏ đánh nhau, ngươi ông đắc lợi, hai người bọn họ đánh nhau sống chết thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Minh tôn họ Bì cười ha ha nói. Ba người không để ý tới Ma La Dư, đi thẳng đến đầu của Vạn Bảo Thánh Tượng. Lúc này chỉ còn lại hơi thở của mảnh vỡ cấm bảo, không thể ngăn chặn tu vi và thực lực của bọn họ. Qua một lát sau, bọn họ đi đến trước cái đầu cực lớn này, trong lòng không khỏi kích động vạn phần, liếc nhau cùng cười nói. Trước hợp lực thu cái mảnh vỡ cấm bảo này đã, sau đó lại đi tìm những mảnh vỡ khác, đến lúc đó mỗi người một phần. Ba người tâm niệm tương thông, hợp lực tế thiên địa pháp tướng của mình lên, lơ lửng bên trên đầu Vạn Bảo Thánh Tượng, định hợp lực thu lấy cái đầu to như ngọn núi này. Đầu của Vạn Bảo Thánh Tượng đột nhiên mở to đôi mắt, trong mắt trắng đen hữu tự, dường như không phải là đầu của một kiện cấm bảo mà là đầu của một tên loài người còn sống vậy. Hai mắt thánh tượng to đến vài dặm, to lớn không gì sánh được, ánh mắt sâu thẳm chiếu rọi hết tất cả các loại vật trong thần điện, quỷ dị âm trầm. Ba người cả kinh trong lòng, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cái đầu Vạn Bảo Thánh Tượng kia há mồm giống to, một tiếng giống cực lớn kinh thiên động địa, tầng tầng sóng âm gần như trong chớp mắt đánh cho hư không dập nát, đánh ra một thông đạo tối đen như mực, đem tất cả chấn thành những hạt thật nhỏ. Thiên địa pháp tướng của ba gã minh tôn vương tộc này căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, hoàn toàn bị chấn cho vỡ nát trong tiếng giống. Thậm chí cả nguyên thần cũng bị chấn thành một mịn, lập tức bị thông đạo đen kịt kia cắn nuốt bao phủ. Ngay sau đấy, tiếng giống kéo dài kéo tới, đảo qua thân thể bọn họ, thân thể bất tử của ba người lập tức máu thịt tan rã, xương cốt dập nát, tất cả tan thành mây khói, không còn lại bất cứ thứ gì. Đây là thứ nguy hiểm còn khủng bố hơn cả Hoàng Tuyền Lộ mà cha ta đã nói hay sao? Ma La Dư trong lòng cả kinh, ma âm xông đến quét tới khắp mọi nơi, hình thành những vòng tròn sóng âm màu đen thật lớn, nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Hư không từng mảng sụp xuống, bị hủy diệt bên trong những vòng sóng xung kích màu đen đấy. Đây là sự nguy hiểm khủng bố nhất, theo như lời của Ma Hoàng. Vạn Bảo Thánh Tượng tuy bị một trưởng của Chu Vũ Mục Vương đánh nát, nhưng những mảnh vỡ của cấm bảo bán thành phẩm này cũng không có lâm vào ngủ say, mà vẫn ở trong trạng thái thức tỉnh. Bất cứ kẻ nào đến gần sẽ dẫn phát mảnh vỡ thánh tượng công kích. Vạn Bảo Thánh Tượng tuy chỉ là một kiện cấm bảo bán thành phẩm, nhưng nguyên năng kinh thiên động địa, trong đó chỉ một tiếng giống của một cái đầu thôi đã chấn vỡ ba lão quái vật cấp minh tôn. Cho tới bây giờ, Ma La Dư mới hiểu được tại sao lúc trước Ma Hoàng chỉ đến trực điện lấy đi một mảnh vỡ trong đó rồi lập tức rời khỏi Chuyển Luân Vương thần điện. Ngoài nguyên nhân do hơi thở vô hoàng tản ra từ thi thể nữ thánh vương, còn có một nguyên nhân khác, đó là những mảnh vỡ Vạn Bảo Thánh Tượng sống lại. Cái đầu Vạn Bảo Thánh Tượng này dường như không phải là mảnh vỡ của một kiện cấm bảo, mà là thân xác máu thịt chân chính. Đôi mi giãn ra trông rất sống động, tướng mạo của nó khá là kỳ lạ, có tướng của ma thần viễn cổ, hẳn là Chuyển Luân nữ thánh vương dựa theo tướng mạo của ma thần viễn cổ mà rèn thành. Ma âm hủy diệt tất cả, xung đãng mà đến, Ma La Dư hứng chịu đầu tiên, bị lọt vào công kích mang tính hủy diệt của làn sóng âm. Loại ma âm khủng bố này hoàn toàn có thể đem thân thể nguyên thần và pháp tướng của cô ta xé vỡ tất cả. Thập Phương U Minh, đại tự tại La Thiên Thượng Thần.
Ma La Dư cả kinh, phía sau đột nhiên hiện lên thế giới ma thổ thập phương u minh chắn là trước người cô. Lập tức trong cơ thể lại có một mảng thiên địa lao ra, hình dạng như là mui xe dựng phía trên thập phương u minh, cũng là một loại cấm pháp khác của ma tộc, đại tự tại La Thiên thượng thần chân kinh. Nàng ta tu luyện không chỉ một môn cấm pháp này, hai loại cấm pháp này đều tu luyện đến pháp tương kỳ. Ma La Dư dùng nguyên năng của hai đại cấm pháp này hóa ra để chống lại ma âm cùng sóng xung kích đến của vạn bảo thánh tượng. Hai đại cấm pháp này chỉ duy trì được trong chớp mắt, trong ma âm và sóng xung kích, tầng tầng thế giới sụp đổ, hoàn toàn bị chấn vỡ. Ma La Dư tranh thủ được cái thời gian chớp mắt đấy, nhanh chóng bay vút ra phía sau. Diệp Phúc và Chuẩn Luân tiểu thánh vương cũng phát hiện ra dị trạng, cũng không quan tâm phân thắng bại nữa, vội vàng lao ra phía trước như điên. Sóng xung kích nhanh chóng đuổi theo, bao phủ lấy cả ba người bọn họ. Nghệ Hoàng Kim Tiễn, lên! Diệp Húc quát to một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bay ra một cây kim tiễn, ong một tiếng tiến lên, lập tức những hơi thở mênh mông liền phóng lên cao. Cây kim tiễn này dựng đứng ở trong sóng xung kích to lớn, tiến quang bắn ra bốn phía, hào quang vàng óng rực rỡ bao phủ lấy Diệp Húc và Ma La Dư. Vô số đạo tiễn khí màu vàng đâm tới khắp nơi, va chạm với sóng xung kích, chặn hết sóng xung kích lại. Cái đầu vạn bảo thánh tượng kia giống to, công kích chia làm hai đạo, một đạo là ma âm, một đạo là sóng xung kích. Những sóng xung kích hình tròn màu đen có uy lực lớn nhất, hủy thiên diệt địa, nhưng với uy năng của Nghệ Hoàng Kim Tiễn đều có thể đỡ được. Nhưng Nghệ Hoàng Kim Tiễn lại không cách nào ngăn cản được ma âm, tầng tầng lớp lớp ma âm xông đến, chấn đãng thân thể Diệp Húc và Ma La Dư. Hai người bị chấn bay lên, người ở giữa không trung hộc máu không ngừng, thậm chí thân thể bọn họ bắt đầu tan rã từng lớp một, sắp ở trong ma âm xung đãng bị phá thành mảnh nhỏ. Kiều Đỉnh, chấn áp. Tại thời điểm mấu chốt này, Kiều Đỉnh từ trong cơ thể Diệp Húc bay ra, hợp lại làm một, hóa thành một cái đại đỉnh lớn. Diệp Húc ôm lấy Ma La Dư, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại trong ngực, ôn ngọc sinh hương. Thân thể Ma La Dư vừa mềm lại vừa kiều, khiến cho tâm thần của Diệp Húc một trận thất thủ. Hắn không kịp nghĩ gì thêm, tránh ở dưới đỉnh, dùng uy năng của Kiều Đỉnh trấn thần châu ngăn cản ma âm xâm nhập. Chỉ thấy ma âm xung đãng đánh cho cái đại đỉnh này xoay tròn nhanh như gió, vù một tiếng bay ra đằng sau, cong cong vang lên không dứt. Tầng tầng ma âm xâm nhập vào trong đỉnh, chín tòa đại lục lơ lửng giữa không trung bên trong đỉnh bắt đầu sụp xuống từng mảng, ào ào bể nát hóa thành hư vô. Diệp Phúc chịu đựng lực phản chấn thật lớn, miệng hộc máu không ngừng, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống người của Ma La Dư. Kiều Đỉnh là do hắn tự tay luyện chế, dốc hết tâm huyết cùng với khí huyết hắn tương liên. Nếu chín tòa đại lục này bị ma âm phá hủy, hắn tất sẽ cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Thập Điện Diêm La. Ma La Dư từ trong ngực Diệp Húc dãy bay ra, khuôn mặt phím đỏ, khẽ quát một tiếng, lập tức cưỡng ép triệu tập ảo ảnh Thập Điện Diêm La do Ma Hoàng rèn ra. Chỉ thấy hư không bắt đầu động, từng tòa thần điện, từng vị ma thần từ trên trời giáng xuống, tọa lạc bên trong đại đỉnh, chấn áp chín tòa đại lục đang sụp đổ trong ma âm. Thứ nàng ta triệu tập đến tuy chỉ là ảo ảnh, không phải Thập Điện Diêm La chân chính, nhưng uy năng cũng cực kỳ hùng mạnh. Thập Điện Diêm La chân chính chính là cấm bảo bán thành phẩm mà Ma Hoàng luyện ra, uy năng của mỗi một tòa thần điện cũng không hề kém vạn bảo thánh tượng, thậm chí còn hơn hẳn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Ma Hoàng trở thành Vu Hoàng lại chứng mắt chuyển luân vương thần điện của nữ thánh vương trong biển oan hồn. Nhưng chỉ bằng ảo ảnh của Thập Điện Diêm La thì không thể chống lại thánh tượng ma âm, nhưng đủ để ngăn cản ma âm tiếp tục phá hủy kiều đỉnh của Diệp Húc. Hai người tránh ở trong đỉnh, giúp đỡ lẫn nhau cùng chống cự thánh tượng ma âm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 117 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 118 sắp tới.